Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mối tình. Này không em vườn hoang buồn sơ sát, nghĩa trang lạnh lùng. Này không em xin giới thiệu, đây là dàn mini. Model là Panasonic BM930 DVD, dòng cao nhất của mini, chạy được đĩa DVD. Đây là dòng cao nhất rồi nha, không còn cái nào cao hơn đời 930 nữa. Lo zin theo dàn, 3 đường tiến bắp là 10cm. Chiều cao của lo từ dưới này lên là 28cm, chiều ngang là 55cm. Sử dụng đốt cho phòng 25m2, hàng nội địa Nhật nguyên bản nguyên zin, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn kèm trung dàn thì liên hệ với em. Hiện tại mình đang nghe nhạc qua chức năng AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính. Bây giờ mình sẽ test nhạc qua chức năng thẻ nhớ SD. Bên em có bán khiển học thì chỉnh được bass chép, tắt mở nguồn, chỉnh volume, chuyển bài. Thì các anh nào có nhu cầu mua khiển học kèm trung dàn thì liên hệ em sẽ chép khiển học cho các anh. Mình vừa nghe nhạc qua chức năng thẻ nhớ SD. Mình muốn hát được chức năng này thì mình phải có cái thẻ nhớ SD 4GB, 8GB, 2GB hay gì đó tùy thích. Thì ở đây có CD với SD, mình nhấn nút này để chuyển nhạc. Bây giờ em sẽ test luôn chức năng DVD cho mình tham khảo, rồi em sẽ quay mặt sau. Hình thức dàn rất đẹp nha, màu bạc trưng bày là khỏi chơi. Ngoại hình tương đối khá là đẹp luôn, tầm 90% luôn. Hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, cần mua cục đổi nguồn kèm theo dàn để sử dụng, bên em có bán giá là 200.000. Nếu mình không mua đổi nguồn thì cứ lấy điện 100-110V tự ôm áp ra sử dụng đều ok. Em ship hàng toàn quốc, cho địa chỉ là em ship hàng tận nhà cho mình. Số điện thoại cũng như Zalo bên cửa hàng em là 0931008099. Gọi đến số này để em tư vấn và chốt hàng cho các anh nha. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua chức năng đĩa DVD. Hàng bên em bán ra có hai cách thanh toán. Một là chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho các anh một jack Avera 3.5 dùng kết nối điện thoại. Nếu mình không muốn chuyển đủ 100% thì chuyển cọc cho em 300.000, số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Khi mình nhận hàng thì vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Em bán hàng không bao ship. Đối với dàn chạy 5CD, khi nhận được hàng vui lòng điện thoại để em hướng dẫn mình cách sử dụng. Không thôi sẽ làm hư bộ dàn uổng lắm nha. Nhớ điện thoại để em tư vấn cho mình cách sử dụng trước khi mình cắm điện nha. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua chức năng đĩa DVD, nhạc sôi động remix. Em chính em ngày xưa đó, ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn, lang thang. Tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bông mơ người đẹp lâu hoang. Rồi một hôm tôi gặp nàng đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lai lang. Nhưng ta lỗi quá mê màng bao tiếng hát cùng đàn người chẳng. Đây là tổng thể mặt sau của dàn. Bây giờ em xin kết thúc clip test nha. Các nào mua hàng cứ liên hệ 0931008099. Đây là ngõ màu vàng, ngõ xuất hình lên TV do dàn đọc được đĩa DVD. Lo đánh phi quay hai cậu muốn được tiếng trắng xanh đỏ đen cho chất lượng âm thanh đều các dạy. FM tăng số là 90, ngõ ao biết kết nối điện thoại, TV, máy tính. Công suất âm ly là 58W.